Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn đang ở tỉnh thành nào? Là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay nơi nào khác? Nếu nơi bạn đang sinh sống vẫn còn được sinh hoạt và làm việc một cách bình thường thì thật sự là may mắn. Nhưng nếu bạn đang ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hoặc những nơi cũng đang thực hiện giãn cách xã hội thì hẳn bạn vô cùng lo lắng đúng không nào? Mọi hoạt động bị tạm ngưng lại để ưu tiên cho việc phòng và chống đại dịch nguy hiểm COVID-19. Dù chúng ta sống chậm lại, nhưng đó là điều cấp thiết lúc này. Tuy nhiên, mối lo cơm áo gạo tiền và nguồn thu nhập lại là nỗi lo thường trực của không ít người đang thực hiện giãn cách xã hội. Trong mùa dịch bệnh như hiện nay, nhà nước khuyến cáo người dân nên ít đi ra ngoài thì việc lựa chọn cho mình một công việc kiếm tiền tại nhà là rất cần thiết các bạn ạ. Hiện nay, việc kiếm tiền online tại nhà rất phổ biến. Chỉ cần chăm chỉ, các bạn có thể kiếm vài triệu mỗi ngày chỉ bằng cách sử dụng chiếc điện thoại hay laptop có kết nối Internet. Không thể ra ngoài thì chúng ta có thể tận dụng để kiếm tiền ngay tại chỗ một cách khoa học, hợp lý và không kém phần hiệu quả. Vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa tạo được nguồn thu nhập thì quá tuyệt, đúng không các bạn? Vậy trong mùa dịch bệnh căng thẳng này, chúng ta có thể làm những công việc tạo ra thu nhập gì ngay tại nhà? Để vượt qua nỗi lo thất thu mùa dịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội thì đâu là phương án tối ưu nhất? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Kiếm tiền tại nhà hiểu đơn giản là bạn có thể làm việc kiếm ra tiền ngay tại nhà bằng những kinh nghiệm và kiến thức của mình mà không cần phải đến các cơ quan hay công ty nơi một tập thể làm việc. Không gian và giờ giấc làm việc sẽ do bạn quyết định. Nếu chăm chỉ và thật sự tài giỏi thì bạn sẽ có thể làm giàu nhanh chóng bằng các công việc kiếm tiền tại nhà. Thực tế, việc kiếm tiền online tại nhà cần bỏ vốn rất ít. Nhưng nếu có kiến thức thì chỉ cần một thiết bị kết nối mạng như máy tính laptop hay điện thoại smartphone là các bạn đã có thể kiếm được tiền. Việc kiếm tiền online không cần bỏ vốn ở đây là không cần bỏ tiền. Còn tất nhiên, các bạn phải bỏ công sức, thời gian để thực hiện công việc một cách nghiêm túc thì mới có thể kiếm được thu nhập cao nhất. Thứ nhất, bạn có thể làm thêm tại nhà với nghề dịch thuật hay viết content. Những bạn đang tìm việc làm thêm đánh máy tại nhà cũng có thể thử nghiệm với cách kiếm tiền này xem sao. Công việc này yêu cầu bạn phải thật giỏi ngoại ngữ. Nếu chăm chỉ, cộng với khả năng dịch thuật tốt, bạn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập cao, khá ổn định. Trung bình một trang văn bản, bạn sẽ được trả từ 35.000 đến 155.000 đồng. Nếu là một tập phim, thì bạn còn được nhận thù lao là 180.000 đồng. Đây là việc làm thêm không cần vốn, không bó buộc về thời gian, không phải lao động chân tay nặng nhọc, chỉ cần có khả năng ngoại ngữ là ok. Ngoài ra, công việc dịch thuật này bạn cũng có thể nhận làm thêm tại nhà vào buổi tối hay thời điểm bất kỳ nào mà bạn cảm thấy hợp lý với bản thân. Đây cũng được xem là một trong những công việc làm thêm tại nhà cho học sinh rất tốt, nhất là các bạn học chuyên văn hay ban C thì càng phù hợp. Vừa kiếm được tiền, vừa rèn luyện các diễn đạt của mình cho tốt hơn. Nghề content hiện đã rất nhiều bạn sinh viên yêu thích để làm việc online tại nhà. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin, các công ty, doanh nghiệp đều có website và họ cần người hoàn thiện nội dung trang web chuyên nghiệp, viết quảng cáo, viết nội dung cho page, Facebook, viết bài SEO, v.v. nhằm thu hút khách hàng. Thứ hai, bạn nghĩ sao về việc trở thành YouTuber? YouTube được phát triển mạnh mẽ và vững chắc dựa trên nền tảng của Google. Đây có thể xem là một mạng xã hội cho phép bạn đăng tải các video và lưu trữ riêng cho bản thân hay chia sẻ cho người dùng YouTube cùng xem là tùy do bạn. Tính đến hiện tại, YouTube đã lọt top 10 mạng xã hội lớn nhất thế giới và dẫn đầu trong xu hướng hoạt động mảng video. Chính nhờ nền tảng vững chãi từ Google cũng như sự phổ biến của Internet hiện nay, YouTube đang có sự tác động rất lớn tới con người. Theo một khảo sát và báo cáo điển hình tại Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam trung bình dành ra khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xem YouTube. Đã có thông tin được chia sẻ rằng, Việt Nam có một số YouTuber có thu nhập từ YouTube lên tới 30 đến 40 tỷ đồng, với số tiền ứng thuế cũng khoảng vài tỷ đồng. Những thông tin này chứng tỏ việc kiếm tiền qua YouTube đã không còn xa lạ gì và thậm chí còn đang ngày một phổ biến mở rộng. Nó đã trở thành một kênh quá quen thuộc với những người yêu thích làm video, vlog, blog. Một số tấm gương tiêu biểu cho việc kiếm tiền qua YouTube mà bạn cần biết như beauty blogger nổi tiếng Michael Phan với hơn 9 triệu lượt theo dõi hay PewDiePie,
một YouTuber với hàng chục triệu lượt follow trên channel riêng tại YouTube. Nếu bạn thực sự yêu thích làm video và mong muốn có thể chia sẻ nó rộng rãi tới cộng đồng, song song với việc có thể kiếm thêm thu nhập từ YouTube, thì hãy bắt tay tìm hiểu lĩnh vực này ngay nhé. Thứ ba, bạn đã nghe đến việc kiếm tiền bằng Google AdSense bao giờ chưa? Google AdSense cũng được xem là một công cụ giúp bạn kiếm tiền online hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần làm đó là tạo một website và duy trì nó cùng một lượng truy cập ổn định. Khi website của bạn đã có lượt truy cập ổn định, bạn sẽ nhận được lời đề xuất đặt quảng cáo của Google. Bạn có thể đăng ký với nhà quản lý của Google để nhận tiền từ việc đặt quảng cáo. Tuy nhiên, giá trị thu được từ Google AdSense chưa thực sự đủ cao và nếu muốn có nguồn thu nhập lớn, các bạn bắt buộc phải có website có lượng traffic lớn. Còn những website nhỏ thường sẽ khó có sự chú ý và thu nhập ổn định. Cũng vì lý do này mà nhiều người đã chuyển sang các hình thức khác với mức thu nhập cao hơn. Thứ tư, Facebook thì chắc hẳn ai cũng dùng. Vậy bán hàng online qua nền tảng này thì sao nhỉ? Nhắc đến bán hàng online trên Facebook, ngoài việc được biết tới là mạng xã hội lớn nhất ra, thì Facebook còn có thể được xem là một kênh bán hàng online hiệu quả và rộng rãi. Chính nhờ đặc điểm là mạng xã hội lớn nhất thế giới, với lượng người follow và người dùng rất lớn này, Facebook vô tình trở thành một sàn giao dịch sản phẩm lớn. Với nền tảng có sẵn từ Facebook, chủ yếu thời gian đầu, người kinh doanh sẽ chọn kinh doanh trực tiếp qua trang cá nhân. Tiếp đó sẽ có thể mở rộng qua các hội nhóm, fanpage. Đặc biệt, Facebook cũng có hỗ trợ chạy quảng cáo nếu như bạn có nhu cầu. Lượng người dùng Facebook khủng sẽ trở thành những khách hàng tiềm năng, quen thuộc và khách ruột của bạn. Cụ thể, có rất nhiều người đã trở thành tỷ phú chỉ nhờ việc bán hàng qua Facebook. Những mặt hàng được bán qua Facebook cũng có tính đa dạng nhất định. Tuy nhiên, những mặt hàng nổi bật thường là quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện, mỹ phẩm. Bởi những mặt hàng này thường thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bán hàng online giúp bạn tiết kiệm được tối đa về thời gian, nhân lực, chi phí quản lý hay thuê các cửa hàng offline. Hơn nữa, bạn cũng không cần có quá nhiều thủ tục giấy tờ kinh doanh hay cần một số vốn lớn nhất định khi bắt đầu có ý định kinh doanh. Đây có thể xem là phương thức kiếm tiền qua mạng đang thịnh hành nhất hiện nay, thu hút nhiều bạn giới trẻ. Thứ năm, nếu bạn có tài viết lách và đam mê làm bạn với con chữ, thì viết bài quảng cáo, viết bài chuẩn SEO cũng là công việc đáng để thử sức đấy. Đây là công việc ưu tiên dành cho những bạn thích viết lách và có niềm đam mê viết lách. Tuy nhiên, trước khi nhận công việc này, bạn cần có hiểu biết về thế nào là chuẩn SEO và cách viết một bài chuẩn SEO. Thực tế, để tìm hiểu về vấn đề này không thực sự quá khó. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu qua các video, bài viết chuẩn SEO và đọc kỹ các yêu cầu của một bài viết chuẩn SEO mà các công ty agency hay công ty SEO thực sự cần. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị cho mình thêm các kiến thức khác liên quan đến lĩnh vực bạn viết và có thể tìm hiểu, tiếp xúc thêm các vấn đề khác như viết bài, quản trị qua các trang web hay WordPress. Bên cạnh đó, về kỹ năng và đam mê viết lách của mình, bạn có thể mở rộng viết bài cho các fanpage, những shop không có thời gian viết bài quảng cáo hay thiếu nhân sự ở bộ phận này. Bạn cũng có thể mở rộng hơn vào việc quản trị và phát triển fanpage. Để thực hiện được các công việc này, bạn cần có đam mê viết lách, học thêm kiến thức về content marketing, tìm hiểu thêm về các công cụ và kỹ năng design, thiết kế, edit hình ảnh, Photoshop cơ bản, v.v. Thứ 6. Kiếm tiền bằng cách bán khóa học online, bạn đã từng biết tới hay chưa? Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều nền tảng cho phép các cá nhân có những chuyên môn, kỹ năng cụ thể nào đó tạo ra khóa học của mình để bán online. Khóa học online cũng là một sản phẩm số giống như ebook, nên bạn chỉ cần tạo một lần và bán nhiều lần. Do đó, đây là hình thức tạo thu nhập thụ động rất tốt. Bán khóa học online là một hình thức kiếm tiền có lợi nhuận cao và ít rủi ro nhất. Khi khách hàng thanh toán tiền cho bạn, bạn chỉ cần gửi link tải khóa học cho họ. Bạn không sợ bị bom hàng, không sợ bị chôn vốn, không cần lo lắng các vấn đề về vận chuyển, hư hỏng sản phẩm như khi bán các sản phẩm vật chất. Thứ 7. Kinh doanh đồ handmade online hẳn cũng là một ý tưởng không tồi các bạn ạ. Bạn là người khéo tay và thích tự làm những món đồ xinh xắn đáng yêu thì có thể làm đồ handmade để bán. Các mặt hàng mà bạn có thể kinh doanh như là móc khóa, bưu thiếp, thiệp, gấu bông, v.v. Bạn nên chọn phương thức bán hàng online sẽ dễ dàng và ít tiền hơn là mở shop. Bạn giới thiệu và chia sẻ sản phẩm trên mạng xã hội hoặc các fanpage để nhiều người biết đến. Nếu họ cảm thấy đẹp và hài lòng thì sẽ mua của bạn đấy. Để đảm bảo giữ khách thì bạn cần phải biết cách nói chuyện với khách. Sau đó nhờ họ gửi phản hồi mỗi khi mua hàng xong.
Hơn nữa, bạn cũng nên bán nhiều mặt hàng để mở rộng đối tượng. Ngoài mạng xã hội thì có thể bán trên các trang trực tuyến mua sắm như là Shopee, Lazada, Zendor. Bởi vì trong mùa dịch này, các shipper của các sàn thương mại điện tử cũng dễ dàng hoạt động hơn bởi được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Và để hỏi thêm những kiến thức mới cũng như cách tư duy độc đáo không giống ai của các tỷ phú lừng danh trên thế giới thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Để có được thu nhập cao từ việc kiếm tiền tại nhà, các bạn cần trau dồi thêm kiến thức về lĩnh vực marketing. Việc lựa chọn công việc kiếm tiền online tại nhà rất phù hợp với các bạn trẻ năng động. Trong tương lai gần, thị trường việc làm online sẽ càng thêm phát triển. Với kiến thức công nghệ và đam mê sẵn có, hy vọng các bạn sẽ thành công trong lĩnh vực này. Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền từ công việc này, hay trước mắt là có thể chống chọi được qua mùa dịch này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết Thành Công mang tới, thì đừng ngần ngại ủng hộ Bí quyết Thành Công bằng cách nhấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.